Tiểu sử Nhật Kim Anh, nữ diễn viên đa tài nhưng lận đận tình duyên. Nhật Kim Anh tên thật là Đỗ Thị Kim Huê, sinh năm 1985 tại Thanh Hóa. Cô là ca sĩ, diễn viên. Những bài hát hay nhất: Lâu Đài Cát, Hà Người Đừng Hứa, Con Ghẻ, Món Quà Cuối, Đêm Trắng, Đoạn Đường Vắng. Với vẻ đẹp dịu dàng, đôn hậu cùng chất giọng ngọt ngào, trong trẻo, Nhật Kim Anh được nhiều khán giả yêu quý, đặc biệt là khán giả miền Tây. Ngoài vai trò là ca sĩ, cô còn là diễn viên, tham gia nhiều bộ phim hay. Cô gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá như Top 5 Album Vàng của tháng năm 2008, Nữ Diễn Viên Xuất Sắc, Nữ Diễn Viên Chính được yêu thích nhất. Dù xinh đẹp, thành công là thế, nhưng đường tình duyên của cô lại khá lận đận. Mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, đáng nhớ nhất mà người ta khó quên. Và với Nhật Kim Anh cũng thế, mối tình đầu với bạn trai kéo dài 3 năm với những kỷ niệm đầy ngọt ngào, lãng mạn, nhưng kết cục lại đầy trớ trêu với sự phản bội. Rất yêu, rất đau và rất thất vọng, Nhật Kim Anh đã 3 lần tự tử vì tình, nhưng mà may mắn đã thoát chết. Sau lần yêu đầu nghi dại, Nhật Kim Anh đã mạnh mẽ hơn. Có khá nhiều lời đồn đoán về những mối tình sau này, nhưng cô không lên tiếng chính thức. Cuối cùng thì vào năm 2014, cô khiến cho khán giả xôn xao khi nhận được tin nàng lên xe hoa cùng Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc. Tháng 9 năm 2015, gia đình nhỏ của Nhật Kim Anh chào đón bé Bu Tiên kháo khỉnh. Không lâu sau, đến năm 2017 thì tin đồn Nhật Kim Anh đã ly hôn, nhưng ca sĩ đã phủ nhận. Tuy nhiên thì đến năm 2019, cô chính thức xác nhận cô và Bửu Lộc đã đường ai nấy đi từ 3 năm trước. Ngày 23 tháng 3 năm 2020, Nhật Kim Anh vui mừng được tòa án tuyên thắng kiện trong vụ kiện nuôi con trai. Theo đó, cha của bé là anh Bửu Lộc phải trao quyền nuôi con cho mẹ ruột của bé. Tuy nhiên, đây chỉ mới là phiên sơ thẩm và từ phía chồng cũ của Nhật Kim Anh cũng đã kháng cáo. Chính Bửu Lộc là người từng tạm hoãn phiên tòa, thay đổi người thẩm phán. Anh cũng đưa ra mọi bằng chứng để không mất quyền nuôi con. Cả hai bên đều rất kịch liệt trước vấn đề này. Thành công cả trên con đường âm nhạc, diễn xuất, sau khi bước lên xe hoa, bao người mừng rỡ chúc mừng cho cô có hạnh phúc viên mãn, nhưng nào ngờ chuyện tình duyên lận đận, hạnh phúc ngắn ngủi là bi kịch của cuộc đời người phụ nữ. Nhưng cô đã mạnh mẽ vượt qua, trở lại hoạt động nghệ thuật, tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh. Sau những ngã rẽ của cuộc đời, cô đã lấy lại thăng bằng, mọi thứ đã dần đi vào ổn định. Là nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến và giọng ca Hoàng Oanh, cùng ít nhan sắc hơn người, nhưng Nhật Kim Anh lại có số mạng khá lận đận. Từ khi 7 tuổi, cô cùng gia đình chuyển từ Thanh Hóa vào Vũng Tàu để lập nghiệp. Không may, trên đường đi đã bị cướp và gia đình cô trắng tay. Một năm sau thì cha cô mất, gia đình còn lại có mẹ cô và 4 người con. Đến năm cô 13 tuổi, vì mưu sinh, Nhật Kim Anh đã lên Sài Gòn để kiếm sống và làm giúp việc nhà. May mắn thay, cơ duyên đã mang cô đến với nghiệp ca hát. Với chất giọng trời phú, Nhật Kim Anh nhanh chóng được khán giả chú ý. Tuy nhiên, những cạm bẫy trong giới giải trí cũng bắt đầu khiến cho sự nghiệp của cô có phần bị ảnh hưởng. Từng làm mưa làm gió với V-pop một thời, những bản hit tình đám, Lâu Đài Cát, Hà Người Đừng Hứa, Con Ghẻ, Món Quà Cuối, Đêm Trắng, Đoạn Đường Vắng. Nhật Kim Anh một thời là giọng ca vàng được săn đón ở khắp các tụ điểm âm nhạc. Sau đó, cô lấn sân sang con đường nghệ thuật. Dù là diễn viên tay ngang, không được đào tạo bài bản, nhưng cô không phụ lòng khán giả. Từ vai cô gái nhu mì, ủy mị, người vợ tảo tần đến thâm hiểm độc ác. Là diễn viên kén vai, Nhật Kim Anh luôn chọn những vai diễn phù hợp, có những đất diễn lột tả trọn vẹn nhân vật của mình. Chính vì thế, dù tham gia ít tác phẩm, nhưng Nhật Kim Anh đã để lại ấn tượng sâu sắc qua từng vai diễn của cô. Không ngừng học hỏi, không ngừng thử thách bản thân là những gì mà Nhật Kim Anh chứng minh được. Ngoài những bộ phim tình cảm, tâm lý, Nhật Kim Anh còn tham gia phim hành động, Giật Gân, Cạm Bẫy, Hơi Thở Cô Quỷ. Dù có nhiều cảnh nguy hiểm, nhưng cô quyết định không nhờ vào diễn viên đóng thế. Lần đầu tham gia các loạt phim này, những diễn xuất của Nhật Kim Anh đã trở thành điểm sáng của phim. Ngoài vai trò là ca sĩ, diễn viên, Nhật Kim Anh còn là nữ doanh nhân thành đạt. Nhật Kim Anh là nhà phân phối độc quyền mỹ phẩm có tiếng tại Việt Nam. Đến tháng 6 năm 2019, Nhật Kim Anh
đã mở khoảng 26 cửa hàng trên toàn quốc và đoạt giải nhà lãnh đạo xuất sắc châu Á Thái Bình Dương. Nhờ vào những khó khăn vất vả, trớ trêu của cuộc sống, Nhật Kim Anh ngày càng mạnh mẽ và thành công hơn trên con đường sự nghiệp của mình.